Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2023, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Trung tâm Tài chính Công nghệ và Khởi nghiệp CFTE. Đây là buổi làm việc có ý nghĩa trong lĩnh vực fintech nói riêng và lĩnh vực khoa học công nghệ tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung nói chung, mở đường cho việc đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực thuộc ngành tài chính như trí tuệ nhân tạo, giao diện lập trình, ứng dụng, API, mã hóa, chuỗi khối, RegTech, phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chủ trương của Chính phủ trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo CFTE đã giới thiệu những tiềm năng thế mạnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực và phát triển lĩnh vực fintech, cùng một số dự án đã triển khai như đào tạo nhân lực tài chính quốc tế tại Pháp, Hồng Kông, Trung tâm Tài chính Abu Dhabi, đồng thời trình bày những triển vọng về hoạt động tài chính trong thời đại công nghệ số, những lĩnh vực và kỹ năng liên quan đến công nghệ tài chính mà chính phủ, các quốc gia, doanh nghiệp cần nắm bắt để theo kịp xu thế đang phát triển. Về phía Đà Nẵng, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã giới thiệu những thông tin tổng quan về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, nhất là về môi trường sống, làm việc và kinh doanh tại thành phố. Là thành phố sở hữu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển năng động, giao thông quốc tế thuận tiện, hệ thống 28 trường đại học cao đẳng có các tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị cao cấp, nên rất thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực quốc tế đến với Đà Nẵng trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, hiện Đà Nẵng có 3 khu công nghệ thông tin tập trung đang hoạt động và 7 khu công nghệ thông tin và công viên phần mềm đang triển khai xây dựng, và lĩnh vực công nghệ thông tin là một trong những trụ cột phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. Đồng thời, Đà Nẵng đang hướng đến hình thành một trung tâm tài chính quốc tế, mà một trong 3 cấu phần chính là trung tâm công nghệ tài chính fintech. Để hỗ trợ cho định hướng này, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ dành phần lớn diện tích trong khu công viên phần mềm số 2 để phát triển fintech. Hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng và CFTE sẽ thúc đẩy triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực tài chính quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hợp tác trong việc hình thành trung tâm fintech tại thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đi thiết thực để góp phần hướng đến việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trong thời gian đến, khi yếu tố con người luôn rất quan trọng trong bối cảnh mới hiện nay. Được biết, CFTE là một tổ chức cung cấp các nền tảng giáo dục trong các lĩnh vực fintech nhằm trang bị cho các chuyên gia những kỹ năng họ cần để phát triển trong lĩnh vực công nghệ tài chính. CFTE có mạng lưới kết nối hơn 300 chuyên gia tài chính từ các công ty như Mastercard, UBS, Societe Generale, IBM, Sterling Bank, Ripple and 26 với hơn 100.000 cựu sinh viên ở châu Âu và châu Á. Trong 5 năm qua, CFTE đã chứng tỏ là một trong những nền tảng học tập hàng đầu cho fintech trên toàn thế giới.